Hôm nay ngày 29 tháng 10, Hội cựu giáo chức huyện Hà Trung đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, Hội cựu giáo chức huyện Hà Trung đã vận động hội viên tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động tại địa phương. Huyện hội còn phối hợp với hội cơ sở, hội khuyến học, hội người cao tuổi và các tổ chức hội cùng với gia đình, nhà trường chăm lo giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống gia đình, quê hương, đất nước, Động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân hội cựu giáo chức huyện Hà Trung đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019-2024.